Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Ăn Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là gương chiếu hậu của Toyota Vios 2003. Sản phẩm là hàng Đài Loan anh em nhé. Đây chính là cái gương của nó này. Gương thì sẽ bao gồm này, một gáo gương này, mặt gương này và củ gương. Với gương đời này thì nó đã được chỉnh điện anh em nhé. Đây là ba giác điện này, rất chi là chắc chắn luôn. Anh em mà quan tâm cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.